xin chào anh em. Anh chẳng đường dài vì đời nên ra mắt giai nhân. Lại tiếp tục là chuyên mục bán loa tặng cục dàn cho anh em. Hôm nay em lên với các bác tạm gọi là một bộ đi, một bộ Pioneer loa toàn giải các bác nhá, loa toàn giải và được hỗ trợ thêm một con jack phụ ở phía trên nữa, cho nên tiếng của con này rất là cao và sáng. Và đặc biệt là em sẽ tặng các bác cái cục giữa luôn. Đấy, cái cục này có thể đổi màu nhé. Màn hình nó là màu nào thì cái đèn bên này sẽ là màu đấy này. Đấy, các bác thấy chưa? Xoay núm lên để thay đổi nhé. Để đổi màu nhé. Đấy. Cái cục dàn này ấy, thì tình trạng là nó hát AUX ok. Đài thì chắc cũng ok, nhưng con này màn hình của nó lại mất hiển thị. Cái dòng này chuyên môn bị cái bệnh mất hiển thị. Không có chữ. Đấy, cho nên là em chỉ test mỗi tính năng AUX thôi. Tính năng like. Đây anh em ấn nút này nhá. Ấn nút này để anh em chơi live. Đấy, chơi mỗi điện thoại máy tính thôi. Đấy, và bãi về thì nó bị mất mấy cái volume này. Và cái nút nguồn này của nó lúc bật lên nó hơi nặng, như là lúc thì nó ấn một phát nó được ngay, lúc phải ấn mấy phát nó được nhá. Đấy, nói rõ bệnh là thế. Cho nên là em bán loa và tặng cái cục dàn để cho anh em về chơi, về nghiên cứu. Đấy, loa thì tương đối là đẹp. Đấy, loa toàn giải các nhá, tiếng của Pioneer thì rất là hay, ngọt ngào chi tiết. Em sẽ quay hình thức tổng thể đó nha, sau đó em sẽ test một đoạn nhạc cho anh em nghe chất âm. Con này bát 10 cân vải. Đấy, thùng vách của loa đây các bác nhá, tương đối là vung vắn ok, loa gỗ. Đấy. Đèn này. Cục dàn cũng là trời xước một tí tí các bác nhá, nói tóm lại là cục này em tặng rồi. Cho nên là cũng không phải quá cầu kỳ quan tâm nhiều đến cái cục này, nó xấu hay đẹp em cũng tặng. Đấy, thùng vách loa. Thấy chưa? Đây. Thùng vách loa được vuông vắn các bác nhá. Đấy. Đây phía sau nhá, cách cắm rắc như sau. Đây hai cái rắc này ấy, cắm vào, cắm đúng chiều nhá, cắm ngược lại thì không vào đâu, cắm đúng chiều này. Hai rắc này là rắc đèn nhá, rắc của cái đèn mà cái đèn ở phía trước ấy, từ cái màn hình ấy. Còn dây loa thì anh em cứ đấu cho em thôi. Màu xanh thì đấu vào đen. Màu vàng thì đấu vào đỏ. Đấy, nó dây xanh và dây vàng. Đấy, nhớ cho em là dây xanh thì đấu vào đen, dây vàng đấu vào đỏ, mỗi thế thôi. Và đấu ngập cho em nhé, đấu ngập dây vào em, không để nó chập cháy. Thế thôi, đơn giản đấu nối đơn giản này thôi. Điện thoại máy tính, các bác chơi các bác cắm vào cổng line-in. Đây cổng line-in nhé. Còn cổng phone anh em tuyệt đối không cắm nhé, cắm cổng line-in cho em để kết nối với điện thoại để các bác chơi. Đấy, và như là em nói ban đầu đó là em bán loa tặng cục, cho nên là cái cục dàn thì đấy, tình trạng là như thế anh em nhá. Mất volume này. Đấy, là màn hình mất hiển thị này. Nút nguồn thì thi thoảng ấn lên hơi khó này, vẫn bật nguồn được anh nhá. Không vấn đề, em bật tắt đi. Đấy, em tắt cho bác xem này. Đúng không ạ? Đấy, đúng không? Xem bật lại nhá, nó vẫn được nhá. Nhưng nhiều khi nó nặng. Đấy thì anh em phải ấn vài lần chẳng hạn đấy. Thì nó mới được. Thế là tình trạng rõ bệnh nhá. Rồi. Báo giá anh em bộ này Trung Kiên Audio xả nhanh, bán loa tặng cục cho anh em. Giá là 660.000 đồng. Đấy, 660.000 đồng cho bộ này. Bao nào chốt bộ này liên hệ với Zalo của em 0975 575 262. Giá 666.000 đồng, chưa có đổi nguồn dây rác vân vân. Anh em cần một kiện gì anh em mua thêm cho em nhé. Và anh em chuyển khoản đủ em vẫn như mọi khi miễn phí giao hàng, mặc dù là vẫn tặng cục. Anh em chuyển cọc thì em không miễn phí giao hàng. Đấy, anh em chuyển cọc trước em 300, còn chuyển đủ em miễn phí giao hàng 666.000 đồng, à 660.000 đồng thôi. Đấy, bác làm chốt liên hệ với em nhé, nhanh tay. Đấy, con này trên nhạc chữ tình sẽ rất là hay. Về phương Nam lắng nghe cung đàn, thổn thức dòng dưới trăng mơ màng. Rồi theo sông Cửu Long nhớ nhung dân tràn. Chờ thương con sao bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai. Con sáo sang sông mưa, sáo đã xu lòng bay về Bạc Liêu, con sáo bay về.
chốt lên em nhá. Zalo 0975 5752 62. Xin cảm ơn các bác.